Đỡ phần. Cứ chạy lên tí nữa xong rồi cái kia là cũng sạch. Thế này mình rửa máy rồi đấy. Cô này, cô xoáy cho cái trục cái sau nó lùi lên tí đi. Nó cứ tăng lên một tí nó sẽ giảm đầu xuống á. Nhưng mà mình thấy là cái độ chuẩn là 160 gì? Rồi 160. Đâu? Cá này thì này ra vừa. Rồi cua rồi. Cho thử ít nữa để đi. Cho sạch cái đồng trục này. Cứ cho thoải mái. Này nó cắt hình lệch nhỉ, cái này mình nhìn thấy là đấy nó cắt lệch rồi này, đúng bên cao bên thấp này. Gà khí rồi này, gà khí. Hả? Đúng chứ sao? Đây là cái chéo một tí. Bỏ cá bao rồi sao nó chứ bây giờ mà đi có một người là cứ phải bốc tí bột nữa mà chết à? Sau này chúng chế cái ấy, nếu mà em nhiều là chúng chế cái to hơn cái phếu ấy, không phải cái toa chứ. Vâng. Không mặt nhiều thì đất, cái xem nó có tập trung được không? Không phải nó hơi nhỏ. Đây là nó không hết cỡ rồi đây. Nhiệt độ 160 anh. Này là phải nhiệt độ hơn nhỉ. Xem vã đi, xem vã thế nào. Khô rồi. Vã là khô rồi. Cái kia cái mỡ này dặn đi đi à? Vâng bé, hộ gia đình nhỉ, gia đình dùng. Nó Cứ phải dần dần là bác chú chạy khoảng thời gian này. Không phải là cái máy giờ này thì là một chục bé nó chưa có như thế này. Mấy nào thế? Không nhỏ. Cái này mà nó nếu như mà nó chưa được thì ép cái này vào à? Không có cái đằng sau ạ, cái đằng sau cái ốc đằng sau. Đấy vào. Bên trong kia là nó dùng cái con này ép tốt. Hả? Ép tốt. Cái vá nó ra như này. Tốc độ đó, tốc độ là không được chua. Nó nóng vậy. Nó chăng thôi. Chạy thế sao? Ngẹt. Nó này nó chạy nó xuống từ này. Chỉnh vào ép vào tí nữa anh Môn này. Hơi nóng. Sao? Đặt nó chưa xuống. Không cần nướng cái này. Ăn luôn rồi, chín luôn rồi. Môn quy trình đằng sau ạ. What do I?